Hi, xin chào tất cả các em của máy đo chuyên dụng, mình là Việt Anh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cô máy xếp bô lông tới từ thương hiệu của Makita, có mã là TVK0200. Đây là một dòng máy xếp bô lông dùng điện nhưng mà mức giá thì không hề rẻ đâu anh em ạ. Ngay bây giờ cùng mình đi tìm hiểu nhé. Máy thì được trong một chiếc hộp vô cùng nhỏ gọn như anh em có thể thấy ở đây. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có thân máy và hướng dẫn sử dụng kèm theo. Thân máy có kích thước tương đối lớn, chiều dài tổng thể là 251mm, nặng khoảng 2,1kg, chiều dài dây dẫn 2,5m. Thân máy bằng nhựa, tại vị trí tay cầm có lớp cao su để tăng độ bám chắc, chống trơn trượt. Vì trọng lượng máy nặng, không đi kèm tay cầm phụ nên tốt nhất trong khi làm việc anh em nên sử dụng bằng cả hai tay để thoải mái và an toàn hơn. Công tắc và nút đảo chiều được bố trí gần nhau, thuận tiện cho việc điều khiển. Sản phẩm này thì được Makita trang bị động cơ có chổi than và anh em có thể tháo lắp chổi than một cách dễ dàng ở hai con ốc hai bên như vậy. Tuy nhiên, con máy này lại không được trang bị đèn LED giống như những dòng Makita dùng pin. TVK0200 là máy xếp bô lông Makita dùng điện, công suất 380W, tốc độ công tải 0 đến 2.200 vòng trên phút, có lực xếp tối đa là 200 Nm. Dòng máy này có khả năng xếp được bô lông từ M10 đến M16, bô lông cường độ cao từ M10 đến M12. Makita TVK0200 làm việc với bô lông M16x80 với lực xếp tối đa 170 Nm trong 1,8 giây. M12x80 xếp được tối đa 180 Nm trong 4 giây và với lực xếp 90 Nm trong 1 giây. M10x80 xếp được tối đa 120 Nm trong 2 giây và xếp được 50 Nm trong 0,8 giây. Makita TVK0200 dùng điện nên rất khỏe và ổn định. Sản phẩm này vô cùng thích hợp với những cửa hàng sửa chữa xe máy và ô tô. Hiện thì sản phẩm này đang được bán tại máy đo chuyên dụng với mức giá tham khảo khoảng 5.500.000 đồng. Để mua sản phẩm này, anh em vui lòng truy cập vào website maydochuyenduong.com hoặc gọi tới hotline 0904 810 817. Đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh và cập nhật những video mới nhất đến từ máy đo chuyên dụng nhé. Còn bây giờ thì bây giờ em xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của máy đo chuyên dụng.